nhỉ? Tôi vừa lắp đặt xong cho nhà anh. Anh Bình ở Bắc. Anh Bình ở khu 2 xã Tùng Khê, một khu sập thờ mai điểu gỗ Hương Nam Phi trên 20. Sập thờ được. Cầu có thể liên hệ tới gia xưởng Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại 0987 510 86 nhé. Cơ sở địa chỉ tại Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ.